Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Hey guys, I'm happy you made a choice to study with VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. My name is Linh. Welcome back. In this lesson today, we're going to talk about how to survive at a station in Vietnam. Let's talk about some vocabulary first. Từ vựng. Vé. 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 Ga tàu. Ga tàu. Ga tàu. Bảng giờ tàu. Bảng giờ tàu. Bảng giờ tàu. Hành lý. Hành lý. Hành lý. Đường dây. Đường dây. Đường dây. Or you can also say đường ray. Đường ray. Hành khách. Hành khách. Hành khách. Soát vé. Soát vé. Soát vé. Ghế ngồi. Ghế ngồi. Ghế ngồi. Giường nằm. Giường nằm. Giường nằm. Ghế cứng. Ghế cứng. Ghế mềm. Ghế mềm. Tàu nhanh. Tàu nhanh. Tàu chậm. Tàu chậm. Okay, so those are common words at the station that you might see. Now let's talk about some common phrases that you can use at the station. Cho tôi hỏi quầy bán vé. Cho tôi hỏi quầy bán vé. Cho tôi hỏi quầy bán vé. It means may I know the ticket counter or where is the ticket counter. Cho tôi hỏi quầy bán vé. Tiếp theo, cho tôi hỏi tàu đi Sài Gòn mấy giờ khởi hành. Cho tôi hỏi tàu đi Sài Gòn mấy giờ khởi hành. Cho tôi hỏi tàu đi Sài Gòn mấy giờ khởi hành. Cho tôi hỏi tàu đi Sài Gòn mấy giờ khởi hành. Cho tôi hỏi cửa khởi hành đi Sài Gòn. Cho tôi hỏi cửa khởi hành đi Sài Gòn. Cho tôi hỏi cửa khởi hành đi Sài Gòn. Cho tôi hỏi cửa khởi hành đi Sài Gòn. Chị ơi, cho tôi hỏi cửa khởi hành đi Sài Gòn. If you want to buy a ticket to somewhere, then you can use this structure. Cho tôi một vé đi. Cho tôi một vé đi. Cho tôi một vé đi. For example, cho tôi một vé đi Hà Nội. Cho tôi một vé đi Hà Nội. Or cho tôi một vé đi Huế. Cho tôi một vé đi Huế. Cho tôi một vé đi and the place. Tiếp theo chúng ta có if you want to buy a specific kind of ticket, for example, like ghế cứng, ghế mềm, or ghế ngồi, giường nằm, then you can use this structure. Cho tôi một vé giường nằm đi. Cho tôi một vé giường nằm đi. For example, cho tôi một vé giường nằm đi Nha Trang. Cho tôi một vé giường nằm đi Nha Trang. So if you want to buy a specific kind of ticket, you can just put like that kind of ticket after vé. For example, vé ngồi, vé ngồi cứng, vé ngồi mềm, vé giường nằm, vé tàu nhanh giường nằm, or vé tàu chậm giường nằm. Okay? And the last common phrase that you can ask, đây là tàu nhanh hay tàu chậm? Đây là tàu nhanh hay tàu chậm? Đây là tàu nhanh hay tàu chậm? Okay, so it means you want to ask whether this train is fast or slow, because some fast train might take less hours, but for slow train, they will stop at some small stations as well.
So that's why we have to ask whether this is the fast train or the slow train. Đây là tàu nhanh hay tàu chậm? Alright, so now let's talk about some survival tips. Đầu tiên chúng ta có, bạn có thể mua vé trực tiếp ở ga hoặc book online. Bạn có thể mua vé trực tiếp ở ga hoặc book online. Bạn có thể mua vé trực tiếp ở ga hoặc book online. That means you can buy the tickets directly at the station or book online. Bạn có thể mua vé trực tiếp ở ga hoặc book online. And this is also the first tip. We have a lot of websites where you can book online tickets, but if you want to choose some kind of tickets that are not on websites, you can go straight to the gas station and buy it. And you can also buy the return ticket as well. The second tip. Gợi ý thứ hai, bạn có thể gửi cả xe trên tàu. Bạn có thể gửi cả xe trên tàu. Bạn có thể gửi cả xe trên tàu. That means you can also send your vehicle on the train because they have a cabin for vehicles only, like motorbikes or bicycles. So if your destination is far and you have a motorbike, you don't wanna rent or buy a new one, you can send it with you. Bạn có thể gửi cả xe trên tàu. Tip thứ ba, bạn có thể chọn ghế cho chuyến đi ngắn và giường nằm cho chuyến đi dài. Bạn có thể chọn ghế cho chuyến đi ngắn và giường nằm cho chuyến đi dài. Bạn có thể chọn ghế cho chuyến đi ngắn và giường nằm cho chuyến đi dài. That means you can choose the seat for short trips and berth for long trips. Usually long trips take more time and probably you need to relax and rest. So that's why booking a berth is more suitable. But for short trips like 1 or 2 hours from Hanoi to Cát Bà, for example, then you can actually book a chair. We also have hard chairs and soft chairs. So hard chair basically is just hard. It's like a wooden bench. So it's gonna be a little bit painful for your back. And for soft chairs, we have some kind of mattress to cover. So that's why it feels more comfortable. So it depends on you, okay? Tiếp theo, tip thứ tư. Giường mềm là khoang 4 và giường cứng là khoang 6. Giường mềm là khoang 4 và giường cứng là khoang 6. Giường mềm là khoang 4 và giường cứng là khoang 6. So if you want to book a soft berth, it's going to be in a cabin of 4. And if you want to book a hard berth, it's going to be a cabin of 6. So that's why in the cabin of 4, you have more privacy and it's going to be quieter for sure. But for 6 berth cabins, it's going to be more fun. So it depends on your preference. You can book either cabin of 4 or cabin of 6. Tip thứ 5, giường tầng 1 ít riêng tư hơn nhưng sẽ tiện hơn vì bạn không phải leo trèo. Giường tầng 1 ít riêng tư hơn nhưng sẽ tiện hơn vì bạn không phải leo trèo. Giường tầng 1 ít riêng tư hơn nhưng sẽ tiện hơn vì bạn không phải leo trèo. That means if you stay in the lower berth, it's gonna be less private, but it's more convenient because you don't have to climb up. Tip thứ 6, trên tàu không có phòng tắm. Trên tàu không có phòng tắm. Trên tàu không có phòng tắm. That means there's no shower on the train, but there will be a lot of toilet. So if you are on a long trip, make sure that you bring some essential stuff with you. And tip thứ 7, bạn nên giữ một vài vật dụng thiết yếu bên mình nếu như bạn nằm giường tầng trên. Bạn nên giữ một vài vật dụng thiết yếu bên mình nếu như bạn nằm giường tầng trên. Bạn nên giữ một vài vật dụng thiết yếu bên mình nếu như bạn nằm giường tầng trên. That means you should carry some essential stuff with you if you're staying on the upper berth. That's it for today. Mostly about a train station. And if you want to use these structures, you can just replace the word tàu with xe buýt. Xe buýt. It means bus. Traveling by trains is also one of the ways to travel around Vietnam because we have the railways from the north to the south of Vietnam. Although it takes more time, you're gonna enjoy the view on the way. So, your choice.
but stay safe. That's it for today. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese with us. Thank you so much, and I'll see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.